nhìn vào cái diễn biến dịch bệnh thì tôi cho rằng dịch sẽ còn tiếp tục kéo dài, và đặc biệt là độ trễ kinh tế mà dịch gây ra sẽ, tôi nghĩ rằng đến hết năm 2021 này thì cái sức cầu của nền kinh tế nói chung và cái sức cầu đi lại du lịch và các dịch vụ về hàng không vẫn còn bị ảnh hưởng rất nặng nề, thậm chí là nặng nề hơn bây giờ, bởi vì cái chúng ta đang gánh chịu bây giờ nó là của những gì đã diễn ra cách đây khoảng 2-3 tháng, thì những gì nặng nề mà dịch gây ra hiện nay nó sẽ tác động lên nền kinh tế nói chung và ngành hàng không nói riêng ở một cái điểm rơi trong tương lai. Cho nên tôi cho rằng cái sự khó khăn này nó còn kéo dài nữa. Trong khi đó thì sức khỏe của các doanh nghiệp hàng không đã bị bào mòn rất là nhiều. Và cụ thể là Bộ Giao thông Vận tải cũng dự báo là đến khoảng cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 thì mới mong ngành công nghiệp hàng không khôi phục cả thế giới cũng như Việt Nam. Thì tôi cho rằng dưới góc độ tài chính, các doanh nghiệp hàng không hiện nay nói một cách ví von thì cũng giống như là một cái bệnh nhân đang bị nhiễm COVID-19. Có nghĩa là khi bệnh nhân bị nhiễm bệnh, chúng ta đọc báo chúng ta thấy rằng là họ rất cần được trợ thở bởi các cái máy oxy dòng cao, thì doanh nghiệp hàng không hiện nay cái dòng tiền của họ đang rất là cạn kiệt, và dòng tiền đối với doanh nghiệp thì cũng giống hệt như là không khí. Cho nên câu chuyện đặt ra bây giờ là nếu như chúng ta không giải cứu, chúng ta không hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp hàng không, thì tôi cho rằng các doanh nghiệp hàng không sẽ gặp hai cái rủi ro sau đây. Rủi ro thứ nhất là rủi ro thanh khoản, có nghĩa là doanh nghiệp sẽ không có đủ tiền để đáp ứng các cái khoản chi trả gồm có nợ ngắn hạn của ngân hàng, nợ của các nhà cung cấp, và một cái rất quan trọng đó là trả lương cho hàng ngàn lao động. Và nếu như tình trạng này nó không được đáp ứng và không được giải quyết một cách cấp bách thì rủi ro thanh khoản và cái sự mất mát to lớn trong doanh thu sẽ dẫn đến cái rủi ro nguy hại nhất, đó là rủi ro kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hàng không nói riêng. Và nếu như cái tình trạng kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp không được giải quyết, không được cứu chữa một cách kịp thời thì nó sẽ để lại những cái hậu quả tái cấu trúc rất tốn kém trong tương lai. Chính vì vậy, mặc dù chúng ta không muốn nhắc đến cụm từ đó, nhưng tôi cho rằng chúng ta chắc chắn, và chúng ta đang làm cái công việc đó ở đây, nghĩa là chúng ta thảo luận với nhau, chúng ta kiến nghị cho các nhà hoạch định chính sách, cho chính phủ những cái giải pháp làm sao để cho doanh nghiệp hàng không không rơi vào trong những cái điều mà tôi vừa mới phân tích, thậm chí là đừng để cái chuyện xấu đi xa hơn là phải giải thể, phá sản Hợp Nhất hoặc là những cái triển vọng rất là u ám. Nói điều đó ra thì tôi xin khẳng định lại, tôi rất đồng tình với quan điểm của anh Hưng, đó là chúng ta phải giải cứu, phải hỗ trợ ngành hàng không, cho dù đó là một hãng bay của nhà nước hay đó là một hãng bay tư nhân, thì tôi cho rằng là cần thiết phải hỗ trợ. Đương nhiên chúng ta sẽ bàn cái việc hỗ trợ đó như thế nào, với những điều kiện nào, thì lý do vì sao cần phải hỗ trợ, và đặc biệt là vì sao phải đặc biệt là đối với Vietnam Airlines, thì tôi xin dẫn lại câu chuyện trước đây, nó cũng rất tương đồng. Đó là khi hãng ô tô hàng đầu của nước Mỹ là hãng GM rơi vào trong cái trạng thái khó khăn hệt như các công ty hàng không bây giờ, không bán được xe, doanh số hồi sụt giảm nghiêm trọng, không có tiền chi trả cho công nhân, đứng trước bờ vực phá sản, và thậm chí GM đã nộp đơn xin chính phủ Mỹ bảo hộ phá sản. Thì lúc đó không riêng gì Việt Nam, cũng không riêng gì Mỹ, mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, khi chính phủ đứng trước cái quyết định là có nên bơm tiền ra để giải cứu một doanh nghiệp hay không, thì lập tức sẽ dấy lên một cái tranh cãi rất dữ dội là có hay không, nên hay không. Thì lúc đó ở Mỹ, các nhà hoạch định chính sách, các giáo sư của các trường đại học và các nhà quản trị, người ta cũng tranh cãi nhau là liệu có nên giải cứu GM hay không. Tại sao lại phải giải cứu? Có rất là nhiều quan điểm chống đối là tại sao phải giải cứu GM, hãy dùng những cái khoản tiền to lớn đó để hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm, đào tạo nghề lại cho họ, hoặc dùng tiền đó để khôi phục lại những cái ngành công nghiệp khác. Nhưng xin thưa các anh chị là cuối cùng thì chính phủ Mỹ vẫn bơm 50 tỷ đô la ra, kéo dài 5 năm để giải cứu GM. Và đến năm 2019 thì cái chiến lược giải cứu đó kết thúc, chính phủ Mỹ bán lại các cái cổ phần mà mình sở hữu với GM được khoảng 40 tỷ đô. Có nghĩa là chính phủ đã tiêu tốn khoảng 10 tỷ đô la Mỹ để giải cứu GM. Và hầu như tất cả giới chức ở Mỹ đồng thuận với quan điểm của Tổng thống Obama rằng chiến dịch giải cứu đó là một chiến dịch thành công. Bởi vì cái chính phủ mất
là 10 tỷ đô. Nhưng cái chính phủ đạt được đó là chính phủ cứu sống một cái tập đoàn ô tô vừa là con sếu đầu đàn của ngành ô tô của Mỹ, vừa là một thương hiệu quốc gia, vừa là một danh dự của Mỹ, và quan trọng hơn là cứu sống cả một ngành ô tô. Thì đây là một bài học kinh nghiệm để cho chúng ta thấy rằng cái việc giải cứu một doanh nghiệp hay một nhóm các doanh nghiệp không phải là chúng ta hỗ trợ cho doanh nghiệp đó, mà là chúng ta hỗ trợ cho cả một ngành công nghiệp, và đặc biệt là một ngành công nghiệp như hàng không. Nhấn mạnh lại một số những cái vai trò quan trọng của hàng không, như hàng không là một cái gạch nối giữa Việt Nam với thế giới. Chúng ta nói rằng là chính phủ nói rằng là đại dịch xảy ra không được để đứt gãy chuỗi cung ứng, không để đứt gãy chuỗi giá trị, thì ngành hàng không là một trong những cái ngành nghề có sứ mệnh rất to lớn trong việc là duy trì cái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị đó. Và khi kinh tế thế giới phục hồi thì Việt Nam phải tranh thủ cái đà tăng trưởng của thế giới để lấy lại tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam. Thì một trong những cái ngành công nghiệp hỗ trợ, ngành công nghiệp tạo ra cái yếu tố thắng lợi đó cũng chính là ngành hàng không. Cho nên cứu ngành hàng không ở đây không phải là chúng ta giải cứu ngành hàng không, mà hỗ trợ ngành hàng không, giải cứu ngành hàng không là để chúng ta giải cứu rất là nhiều những cái ngành nghề khác, và nói chung là để chúng ta duy trì cái đà tăng trưởng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, khi nói đến hỗ trợ thì chúng ta cũng phải nói đến những cái việc như là các hãng bay tư nhân thì cũng nên được hỗ trợ và cũng xứng đáng để được nhận những cái gói hỗ trợ như Vietnam Airlines đã được nhận, mà tí nữa chúng ta sẽ thảo luận. Bởi vì nếu tiếp cận dưới góc độ người lao động, dưới góc độ các cái doanh nghiệp phụ trợ tham gia, thì cho dù là họ là người lao động của một doanh nghiệp nhà nước hay của một doanh nghiệp tư nhân thì đều là người lao động, họ đều xứng đáng được hỗ trợ và được giải cứu. Rồi thứ hai nữa, tôi xin nói một cách ví von là trong câu chuyện hỗ trợ và giải cứu ngành hàng không thì chúng ta cũng phải đặt ra một cái mục tiêu kép. Mục tiêu kép ở đây có nghĩa là làm sao để cái chiến dịch giải cứu đó phải thắng lợi, phải cứu sống, phải hồi phục được ngành hàng không, và thậm chí là phải tạo đà tăng trưởng và phát triển cho ngành hàng không. Nhưng mục tiêu thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta phải bảo toàn được vốn ngân sách nhà nước, cân đối được ngân sách nhà nước và tạo được sự bền vững cho ngân sách nhà nước. Thì tôi cho rằng cái câu chuyện giải cứu này nên được đặt trong một cái bối cảnh như thế.